chúng ta đã học được rất nhiều điều về sự sống đến trước chúng ta bằng cách nghiên cứu các hóa thạch. Tuy nhiên, tổ tiên và sự tiến hóa của đời sống vi sinh vật cổ đại gặp nhiều thách thức hơn để giải mã vì vi sinh vật không để lại hóa thạch giống như động vật để lại. Nhưng trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những hóa thạch mà họ đưa ra giả thiết là tàn tích của vi khuẩn cổ đại. Một số hóa thạch cổ nhất trong số những hóa thạch này đã được tìm thấy ở một số nơi bao gồm Canada và Tây Úc, được ước tính là từ 3,4 đến 3,7 tỷ năm tuổi. Nếu bạn đồng ý rằng các mẫu vật này đại diện cho những sinh vật sống một lần. Những hóa thạch này là những sợi và ống làm bằng hematite, một dạng rỉ sắt hoặc oxit sắt. Các nhà nghiên cứu đã gợi ý rằng những mẫu này có thể chỉ phát sinh thông qua các quá trình sinh học và được làm bằng vật liệu được mong đợi từ sự phân hủy của một sinh vật. Trong một nghiên cứu mới được báo cáo trên tạp chí Science Advances, các nhà nghiên cứu đã vạch ra việc phát hiện thêm nhiều hóa thạch dạng sợi này, mà họ ước tính có độ tuổi từ 3,75 đến 4,28 tỷ năm tuổi. Năm 2008, các mẫu được lấy từ vành đai siêu độc quyền Nouveau-Vieux-Isotope NSB của Quebec, một khu vực từng là đáy biển và được cho là nơi chứa một số đá trầm tích lâu đời nhất trên trái đất. Trong nghiên cứu này, việc đánh giá chi tiết các mẫu này đã được thực hiện bằng nhiều công cụ khác nhau bao gồm vi đo và kính hiển vi chùm tia ion hội tụ. Các nhà nghiên cứu đã tạo ra những lát rất mỏng của những mẫu đá đó để tạo ra những hình ảnh 3D của mọi thứ từ trong ra ngoài. Nó tiết lộ cấu trúc phân nhánh và các sợi xoắn xuyên qua đá. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng hiện nay có một số vi sinh vật biển sống gần các miệng phun thủy nhiệt có đặc điểm giống với các cấu trúc này. Nhóm nghiên cứu kết luận rằng những hình dạng này không thể được tạo ra từ các lực địa chất trong đá. Phân tích chỉ ra rằng đá bao quanh các hóa thạch chứa đầy các sản phẩm phụ của quá trình trao đổi chất của vi sinh vật. Những vi sinh vật cổ đại này có thể đã tiêu thụ sắt, lưu huỳnh và có thể là carbon dioxide hoặc ánh sáng trong một quá trình có thể giống với quá trình quang hợp. Tuổi của các mẫu vật cũng đã được xác minh. Nếu có những sinh vật sống trên trái đất từ lâu, điều này có nghĩa là sự sống có thể bắt đầu ít nhất là 300 triệu năm sau khi trái đất hình thành. Theo thuật ngữ địa chất, điều này diễn ra nhanh chóng khoảng một vòng quay của mặt trời xung quanh thiên hà. Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Dominic Papino thuộc Đại học College of London, lưu ý. Nghiên cứu này cũng gợi ý rằng nếu sự sống có thể hình thành nhanh chóng, thì nó dường như sẽ làm tăng khả năng tồn tại các dạng sống trên các hành tinh khác, Papino nói thêm. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.